Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Út để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Chào anh. Mình chào thầy Tấn, mình chào tất cả anh em bạn gần xa nha. Hôm nay mình có về 30 mấy cây mai dạo Thủ Đức nghe anh em. Thì mình cũng mong tất cả anh em coi hết clip ủng hộ mình. Hai clip vừa rồi anh em ủng hộ mình rất mạnh thì mình cũng rất thành thật cảm ơn tất cả anh em. Cây đầu tiên này thì mã số 40 nha anh em, để cho khỏi trùng lắp để mình gửi bưu điện nha anh em. Rồi mình vô mã số đầu tiên là 40, chiều cao 1m6. Rồi. Tấn ngang là thầy. Ngang khoảng 1m2 đi ha. Dạ. Rồi, xây xây cho quý vị mình xem cái tàn nó nó. Hình thức ship mình vẫn là bao ship toàn quốc ha. Thức ship vẫn là bao toàn quốc anh em ơi. Bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Có cũ nha anh em, cũ nó ở nha anh em. Đẹp quá nè ha. Rồi, vô hoành luôn nha quý vị. Cái này hoành mình hơi bé bé nha anh em. 19 hoành em. Rồi. Mã số 40 giá 1 triệu anh em. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Xuống để lúc đầu trên nó vào. Rồi mã số 41. 41. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m4, tán ngang cũng khoảng 1m2. Thì lá thì quý vị khỏi cần phải bận tâm gì cái lá ha, lá rất dày ha, lá xanh mướt luôn, bóng luôn ha, tại cạnh ha, có củ có đế nè, củ có đế luôn. 18 anh em. Rồi, hoành 18 xây xây anh củ đế ở đây quý vị, còn củ có đế ha, tại cạnh luôn. Rồi, giá luôn nhiêu anh? Mã số 41 này giá 1.1 triệu anh em. Rồi, 1.1 triệu. Có cổ bự lắm anh em. Rồi, xuống cây. Mã số 42. Rồi, 42. Rồi, em này cao cũng khoảng tầm 1m4 luôn. Tán ngang cũng khoảng 1m2 luôn rồi quý vị. Đó, tàn kính tàn ha. Lá xanh đậm ha. Dày lá ha. Quý vị. Cành rất đẹp. Lại cành đẹp ha, có củ đế luôn ha. Nếu anh em nào có chút lô thì giá mình còn rất hữu nghị nha anh em. Rồi, mình vô hoành luôn. Hoành là 19 nha anh em. Rồi, 19 hoành. Để đấy, luôn quý vị. Để khó điều nha anh em. Cây 42 với 1 triệu nha anh em. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 43. 43. Rồi. 43 này cao tầm khoảng là 1m7 nha quý vị. Tán ngang chắc khoảng là 1m25 ha. Em này cái xương chằn xương là khỏi chê luôn. Xè ngang không à. Rất đẹp nha. Từ trên xuống dưới xương xè ngang không ha. Đó. Xương đều luôn. 19 hoành nha anh em. Cái này có củ xe luôn anh em. Đó, để luôn. 43 giá 1.1 triệu nha anh em. Rồi, xuống cây. Được 44. Mã số 44. Rồi, mã số 44 em này cao tầm khoảng 1m7 luôn quý vị. Tán ngang chắc khoảng tầm là 1m25 ha. Đó, tàn không. Ai cành ở trong nè. Nhiều ha. Rồi, hoành luôn. Hoành là 20 anh em ơi. Rồi, 20 hoành. Mã số 44 này giá 1.1 triệu anh em. Xoay xoay xíu nữa đây anh. Để mình xem tay cành ha. Rồi, xuống cành. Mã số 45. Rồi. Em này cao tầm khoảng là 1m7 đến 1m8. Tán ngang khoảng 1m3. Đây. Đỉnh ở đây quý vị, độc chủ đây ha. Đây cành cũng đẹp lắm quý vị ơi, kích địch rồi nha. Cầm chỉnh cái cây lại cho nó đứng lên ha. Cái bầu. Đây cành đặc kẹo ha. Cuốn chén nè. Đây cành rất đặc. Phần cũng thấp nữa. Rồi, hoành. 20 hoành em ơi, 19 rồi. Thôi anh em, hơi yếu 20 chút. Rồi. Mã số 45 này giá 1.1 triệu anh em.
Rồi 1,1 triệu ha, có cái phủ luôn ha. Đây cành đều luôn. Rồi xuống cây. Số 46. Rồi 46. Đây em này cao tầm khoảng 1,5 m nha quý vị, tán ngang khoảng 1,3 m ha. Đó, em này nhân tàn nó sẽ đẹp nè. Sẽ đẹp ha. Tay cành như vậy khỏi chê luôn. Đó, quá xá đẹp luôn ha. 20 hoành em ơi. Rồi, lên cây luôn. Tay cành khách rịch luôn. Mở số 46 giá cũng 1,1 triệu nha anh em. Rồi 1,1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 47. Rồi 47 ha, tán ngang em này khoảng 1,3 m ha. Rồi cao tầm khoảng 1,7 m của chị tàn phong đẹp ha. Em này thì dàn xương xè ngang. Đây cành bán ngang, bán ngang không anh em. Thối ngang, thân ngang không nè quý vị. Thối thân thấp nha anh em. Đặt hết trơn ha. Rồi thấp thân thì thấp chủng luôn. 19 hoành em ơi. Rồi 19. Có cụ và đế ha. Đế cũng đều nha anh em. Tay cành thì khỏi chơi rồi ha. 40 mã số 47 giá 1 triệu nha anh em. Đây cành đặt kẹo trơn lắm gì. Rồi xuống cây luôn. Số 48. Rồi 48. Em này cao tầm chắc khoảng là 1,35 m ha. Tán ngang chắc khoảng 1,3 m. Đó, cây này thì tàn tròn nè. Đẹp tàn ha. Xương hết sức xương luôn. To to khích luôn ha. Rệt tinh thần. Rồi hoành luôn nha quý vị. Hoành 20 hoành nha anh em. Rồi 20. Mã số 48 giá 1 triệu nha anh em. Chút xíu nữa nè. Đó, thay cành nha quý vị. Đẹp nha. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Số 49. Rồi, 49. Tán ngang khoảng tầm là 1,2 m. Rồi cao khoảng em này khoảng 1,6 m cao nha quý vị. Tàn thông ha. Cao 1,6 m. Tàn thì kín mít ha. Lá xanh nè. Xanh đậm ha. Rồi nhặt xương đặt kẹo luôn. Có cũ nè. 19 hoành em ơi. Rồi hoành. Mã số 49 này giá 1 triệu nha anh em. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Số 50. Rồi mã số 50. Em này cao tầm 1,5 m, tán ngang chắc khoảng tầm là 1,25 m. Tàn kính ha. Đó, tàn đẹp luôn. Kính mít. Đế nôm luôn anh em. Lá thì rồi khỏi chê luôn. Lá xanh đậm xanh bóng luôn ha. Tay cành thích rịch luôn. 19 hoành nha anh em. Rồi có đế luôn nào quý vị. Đế nôm luôn. Đó, quý vị nghe kỹ nha. Đó, để giáp vòng ha, có đủ ha, tay cành nè. Đặt kẹo hết rồi ha. Mã số 50 giá 1,1 triệu nha anh em. Rồi 1,1 triệu. Rồi xuống cây. Mã số 50. Mã số 51. Rồi 51. 51 tán ngang khoảng tầm là khoảng 1,25 m. Cao em này khoảng 1,7 m cao. 1,7 m nha quý vị. Cái này dàn đế đẹp quá nè. Số thân hơi cam chút mà dàn đế đẹp quá. Tay cành nè. 20 hoành nha anh em. Hoành 20. Đế quá đẹp luôn, bỏ 4 góc đây em ơi. Xem tay cành lắc nó xanh đế sao nhưng có gì. Tay cành trước đi ha. Cành cũng đều hết trơn nè. Rồi đế nè. Đế đều ha. Đế còn bự luôn nha anh em. Rồi giao luôn như đen. Nó số 51 giá 1 triệu nha anh em. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi 52 nha. Rồi mã số 52 thì tán ngang em này chắc khoảng tầm 1,2 m có hơn. Đó, hơn 1,2 m nha. Rồi, chiều cao khoảng tầm 1,5 m nha quý vị, tàn thông ha, tàn kính mít ha. Còn tay cành này thôi quý vị ơi, nó đặt kẹo luôn ha, dáng thì hơi lắc nhẹ ha. Cái cũ chà bá. Tay cành nó đặt.
quanh 19 nha anh em. 19 này, cái này có cái cũ thì nếu mà đơn hay cũ chắc cũng không mấy à. Mã số 52 giá 1 triệu nha anh em. Rồi 1 triệu. Cây cành đẹp nha anh em. Thích đẹp ha. Rồi xuống cây. Mã số 53. Rồi 53. Lá ngang em này chắc khoảng tầm 1m3. Cao khoảng 1m7 cao nha quý vị. Tầm 1m7 nha. Thì kính mít ha. Rồi quanh đó đứng nhiêu anh? 20 quanh. 20. Có cụ đế nè. Có cũng bỏ đều hết trơn nè. Đây. Rồi cụ đế ha. Giờ thấy tay cành mà quý vị nhớ tay cành nè quý vị. Tay cành cũng đặt hết trơn ha. Số 53 giá 1 triệu anh em. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Số 54. Rồi 54. 54 thì tháng ngang em này là khoảng tầm 1m3. 3 chắc có hơn ha. Tính 1m3 cho chắc luôn. Rồi em này cao khoảng tầm 1m7. 1m7 cao. Tàn đẹp. Tay cành khích luôn ha. Để xe đều ha. Tay cành cũng đều luôn nè. 19 quanh em ơi. Rồi xây xây luôn anh. Mã số 54 là giá 1 triệu anh em. Rồi 1 triệu rồi quý vị. Rồi xuống cây. Số 55. Rồi 55. Rồi 55 thì tán ngang em này chắc khoảng là 1m3 hơn. Rồi cao thì tầm khoảng là 1m4 đi. 1m4 cho chắc ha. Tàn tròn. Tàn bự ha. Có củ bự rồi. À, tay cành thì ơi thật kẹo hết trơn nè. Rồi vô cái quành luôn. 19 20 yếu tới 19 em ơi. Đây để cái gì. Ở số 55 giá 1.1 anh em. Rồi 1.1. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Số 56. 56. Rồi tháng ngang này cũng khoảng 1m3 ngang ha. Rồi cao chắc cũng khoảng 1m3 luôn đi. Cho nó tròn không quý vị. Đó, tặng tròn vo luôn. Cao ngang mình tính 1m3 hết ha. Xương quý vị nghĩa nè. Xương to ha, lực ha. Rồi hoành luôn. Hoành là 22 hoành nha anh em. Có đế luôn anh em. Có đế luôn. Đế đó. Rồi, xây, xây, xong không ơi. Đang ấy chế cho chút đi. Rồi xây 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 xíu nè. À. Rồi 56 giá 1.2 nha anh em. Rồi 1.2. Rồi xuống cây. Không sao đâu anh. Mã số 57. Rồi tán ngang khoảng tầm 1m3. Cao khoảng 1m4 nha nha quý vị. Rồi quý vị nghĩa tàn em tàn này tàn nhìn thấy rất đẹp nha quý vị. Đẹp tàn ha. Rồi quý vị nghĩa nè. Rồi có củ có đế luôn ha. Đây cành đặt hết trơn quý vị. 19 quanh yếu tính 18 thôi anh em ơi. Rồi xây xây củ đế quá trời cái củ anh em. Mã số 57 giá 1.1 anh em. Từ từ quý vị nghĩa cho kỹ kỹ em này nha. Đó. Đấy, đẹp nha. Rồi tới tay cành nè. Khoan khoan khoan. Tay cành đẹp luôn ha. 57 giá 1.4 anh em ơi. Rồi xuống cây. Mã số 58. Rồi 58 ha. Rồi mã số 58 này ngang chắc là khoảng tầm là 1m2 đi nha quý vị. Rồi cao tầm khoảng 1m5 cho chắc ha. Tàn thì em nào tàn cũng đẹp hết trơn nè. Kính mít ha. Bộ lá thì khổ chê luôn. Lá dày ha. Rất là già lá ha. Tính 20 hoành em ơi. Rồi hoành 20. Rồi đúng luôn. Để luôn.
Nó số 58 này giá 1.1 triệu anh em. Này để hơi nôm lên anh em. Có cũ nè, tay cành của nhiễu, tay cành luôn ha. Tay cành lực không anh em. 1.1 hả anh? 1.1 giá, mã số 58 giá 1.1 anh em ơi. Rồi, xuống cây. Mã số 59. Rồi, mã số 59. Rồi, tán ngang anh này là 1.3 có hơn. Mình tính 1.3 nha cho chắc nha quý vị. Rồi cao thì tầm khoảng là 1.6 đến 1.7 ha. Tàn thì kính mít ha. Tại quý vị ủa này chưa vàng xương em này chưa dán hay gì? À, hết biết vàng xương ha. Gì ơi. Xương đặc hẹo ha. Cái năm mã số 59 thì giá 1.2 triệu nha anh em. Rồi cho cái hoành luôn đi anh, mình chưa cho hoành nè. Ai cần thì khổ chê rồi. 20 hoành anh em ơi. Rồi. Mã số 59 này giá 1.2 triệu nha anh em. Để đây. Để riêng ngoài hồi giá cần chưa để em ha. 1.2 triệu rồi quý vị. Rồi xuống cây anh em ơi. Để đây nè, để đây hồi giá. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 60 ha. Rồi mã số 60 thì tán ngang khoảng tầm là 1.3 m, 1.3 ngang nha. Rồi cao lấy 1.7 m nha quý vị. 1.7 m cao. Bàn ha. Bàn đẹp ha. Quanh là 20 nha anh em. Rồi, thứ báo. Mã số 60 là 1.2 triệu nha anh em. Rồi, xây xây xây. Quý vị nghĩa đế ha, nghĩa tay cạnh luôn nha. Tay cành nè, 1.2 triệu ha, mã 60. Rồi xuống cây anh em ơi. Rồi mã số tiếp theo là 61. 61 thì tán ngang em này là 1.3 hơn. Hơn 1.3 ha. Cao thì tầm khoảng 1.7 ha. 1.7 tàn đẹp nè. Tàn đẹp quá quý vị. Tay cành cũng đẹp luôn. 21 hoành em ơi. Rồi hoành 21. Rồi CC luôn. Tay cành để luôn. Mã số 61 rồi giá 1.2 triệu anh em. Rồi 1.2 triệu quý vị. Mã số 61. Rồi xuống cây. Mã số 62. Rồi 62. Rồi mã số 62 thì tán ngang em này chắc khoảng tầm là 1.3 m luôn. Rồi cao khoảng 1.5 m nha quý vị. À, khoảng 1.5 m ha. Vàng xương thì to to không ha. 19 hoành anh em. Rồi. Mình đo trên anh em. Mã số 62 giá 1 triệu anh em. Vàng xương to không nè. Đế cũng có cũ có đế luôn nè. Rồi xây xây miếng anh. Triệu hả anh? Triệu. Rồi 1 triệu quý vị. Rồi xuống cây. Mã số 63. 63. Rồi tán ngang em này là khoảng tầm 1.3 m đến 1.4 m ha. Đó, tán ngang bự nha. Rồi cao khoảng tầm 1.6 m. 6 cao. Cành cũng quá sát cái cành ha. 21 hoành nha anh em. Rồi hoành 21, tay cành đều ha, tay cành. Mã số 63 này giá 1.1 triệu anh em. Chưa, xây xíu thôi nó ơi. Xây cho giáp cái dòng cho quý vị nghĩa là kỹ ha. Bộ đế cũng đẹp lắm anh em. À, rồi, xuống cây. 65. Coi theo mã số đi. Coi theo mã số anh em. 65 hơi lộn rồi. Rồi, số 65 là men không có 64 phải không? Đây ạ. Rồi mã số 65. Mã số 65 tán ngang. Rồi tính gọn gọn 1.2 m. Còn cao tầm khoảng là 1.7 m. 1.7 m cao như quý vị.
22 hoành. Rồi, cứ báo. Rồi, cứ xây xe. Mã số 615, giá 1.2 triệu nha anh em. Tay cành bự bự không ha. Rồi đế nè. Đế cộng cũng to to tải cũng đều ha. 615 giá 1.2 triệu anh em ơi. Không gì thấy đây còn cộng to lắm nè. Đó ha. Rồi 1.2 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 66. Rồi 66. Tài cành cũng đẹp luôn ha quý vị. Đó. Bự bự ha, xe đều hết trơn nè. Rồi tán ngang khoảng tầm là 1m3 nha quý vị. Cao 1m7 nha. 7 cao. Đây thì tay cành đây khỏi chơi rồi ha. Bự bự không ha. Đó trên nha anh em. 20 hoành em ơi. Rồi, đây xây luôn để đế đơm nha anh em. Để đây, để này quyết nha. Nôm xè đều hết luôn. Mã số 66 giá 1.2 triệu nha anh em. Rồi, có 1.2 triệu thôi quý vị. Rồi, xuống cây. Số 67. Rồi, 67. Rồi, tán ngang khoảng tầm là 1m2. 1m2 ngang ha. Rồi, cao tính 1m6 thôi quý vị. 6 cao ha. Rồi đỉnh nó đây. Mười chín hoành anh em. Hoành 19 rồi để đây. 67 giá con 1.2 triệu nha anh em. Từ từ nhưng quý vị. Đó, quý vị xem đế trước rồi xem tay cành ha. Dành rút ra quý vị xem tay cành nha. Đó. Cành nè. 67 giá 1.2 triệu anh em ơi. Rồi 1.2 triệu. Cành đặt hết rồi nha. Rồi xuống cây. Mã số 68 ha. Rồi 68 ha. 68. Mã số 68. Rồi, 68 thì tán ngang em này chắc khoảng 1m3 nha nha quý vị. 3 ngang ha. Rồi cao khoảng tầm là 1m6 đến 1m7 ha. Tàn thông đẹp ha. Kính tàn, tàn kính mít nè ha. Kế hoạch là 19 nha anh em. Rồi an tâm về mình đo của anh Út đo cây đây nha. Không có gì. Đường đều. Mã số 68 giá 1.2 triệu nha anh em. Xem đế nha nha quý vị. 1.2 triệu nha. Rồi, xuống cây. Yeah. Rồi, mình bị lộn xộn mã số là mã số 71 nha anh em. Rồi, mã số 71. Rồi, tán ngang thì khoảng tầm là 1m2 hơn. Còn cao thì khoảng tầm là 1m7. 7 cao. Rồi, đọc chủ đây nha quý vị. Cũng rõ ràng ha. Xương trong thì cũng đặt hết trơn ha. Số 71 anh em. 22 hoành em ơi. Rồi, rút thước luôn. Nhanh đế kìa. Cái này nứt da me luôn á nè. Đấy thì giáp vòng tứ phía có đủ ha. Rồi tay cành cũng đều lắm nha quý vị. Mã số 71 này giá 1.3 triệu nha anh em. Xay miếng lên đúng. Xay xay miếng. Xay xay á, xay xay miếng lên. Đâu gì nghe tay cành ha. Rồi, triệu mấy anh? 1.3 triệu anh em ơi, 71 1.3 triệu anh em ơi. Rồi, xuống cây. Mã số 72. Rồi, 72. Rồi tán ngang khoảng tầm là một cái này chắc khoảng 1m1 ngang quý vị. Rồi cao lấy 1m5 nha. Chủ đây ha. Xương chè ngang, chè ngang không trong đây ha. Cái cành nó bẻ ngang anh em. Đặt hết trơn ha. 17 hoành em ơi. Rồi, có cái cũ nè. Cũng nhiều rồi. Cái cũ này tới 33 lần anh em ơi. Rồi, quá trời cái cũ mà. Mã số 72 giá 1 triệu anh em. Xe tiếp đó. Cho em vòng nữa đi anh Út. Rồi, xuống cây. Mã số 73. Rồi, 73. Rồi, tán ngang tầm khoảng là 1m25. Cao
lấy hết tới cái đỉnh nhỏ nhỏ trên thì chắc khoảng tầm là 1m7 ha. Đây lấy hết cái đỉnh nhỏ 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 nhỏ, nhỏ trên đây quý vị thì khoảng tầm 1m7 nha. Rồi đường lòng dưới nè, đặt hết trơn ha. Rồi, 18 hoành anh em ơi. Rồi cứ xây xây luôn. Cũ quá đẹp nè. Vì nghĩa tay cạnh ha, lát nữa mình áp sát cái cũ cho quý vị xem cái cũ ha, nên tay cạnh quý vị xem trước đi. Tay cạnh đẹp ha, rồi cái cũ nè. Cũ thì tứ phía ha, chia đều luôn ha. Rồi giá luôn như đây anh. Mã số 73 giá 1 triệu anh em. Rồi 1 triệu. Rồi đúng cây. Rồi lên mã cây số luôn. 74. Rồi 74. Rồi tán ngang tầm khoảng là 1m2. Cao thì khoảng 1m5 nha quý vị. 1m5 cao. Rồi từ 74, từ 74 trở về sau 800 điều nha anh em. Đó vậy ha, tay cành nè, để nè. 74 800 từ từ về sau 800 hết nha anh em. Rồi cho hoành đi anh. Rồi mặt bên kia nhiều. Mặt kia đúng rồi. Nãy đúng rồi sao thầy đúng kêu. Rồi. Hoành 18 đi anh em. Rồi chạy xe đến 19 là tới 18 ơi. Là 800 đây ha. 800 hết, từ 74 cây sao mà 800 hết anh em ơi. Rồi xuống cây. 75. 75. Rồi tán ngang khoảng là tầm là 1m25. Cao hôm nay 1m8 nha quý vị. 1m8 cao. Đụng nóc lưới luôn. Cây này có xuồng nha anh em. Trời nước nách nhẹ thôi chứ chưa dám chân xuồng. Thì đặt kẹo hết trơn ha. Có cục cục nách á. Nứt nè. Hoành thì 18 đi anh em, 19 tính 18 đi anh em ơi. Thôi cũ. 75 cũng 800 luôn anh em ơi. 800 luôn. Rồi, xuống cây. Mình bán mình gửi phí ship nữa cũng không còn nhiêu anh em. Số 76 anh em ơi. Rồi 76 tán ngang khoảng 1m2 luôn, cao khoảng tầm là 1m5 luôn. Tầm đó nha quý vị. Đó, cái tàn đó đó. Đỉnh đây ha. Hai cành này khích hết trơn. Này có cũ nghe nè. Rồi, quanh là 19 anh em ơi. 19 quanh. 76 là giá cũng 800 luôn em ơi. Rồi xuống cây. 77. Rồi tán ngang khoảng 1m3 hơn. Cao khoảng 1m7 nha quý vị. 1m7 ha. Rộng quá nè. Ở hoành là 18 anh em ơi. Rồi 18 hoành. 77 cũng giá 800 luôn anh em. Rồi quý vị nghĩa tay cành cái nha. Từ từ rồi xuống cây. Rồi xuống cây. 78. Rồi mã số 78. Cành cũng đẹp nè ha. Rồi tán ngang khoảng 1m2 nha quý vị. Rồi cao lấy 1m6. Quanh nhiêu anh? Quanh 18 anh em ơi. 19 yếu. Mã số 78 này giá cũng 800 luôn anh em ơi. Rồi giá cũng 800 luôn. Xin đế luôn nha quý vị. Xây cho em nữa đi anh. Nữa. Anh này. Rồi xuống cây. Rồi mã số 79 là cũng cuối clip của mình nha anh em. Rồi mã số cuối clip này ai vô chậu cái cây này vậy chứ đẹp lắm à. Tròn tròn lùng lùng à. Này cao chắc cao mét, chắc 1m. Tán ngang hơn mét.
tàn tròn ha. Nè vô cái chậu đẹp lắm, xinh xinh đẹp lắm à. Đó là đế đô rồi. 18 hoành luôn, yếu 19 em yếu. 79 thì cũng là giá 800 luôn anh em ơi. Nghĩa tài cành luôn ha. Này vô cái chậu nhỏ nhỏ xinh xinh lắm anh em. 800 luôn ha. Dạ, 800 luôn. Rồi cuối clip mình cũng thành thật cảm ơn tất cả anh em đã coi hết clip ủng hộ cho mình nha. Rồi xin chào tất cả anh em nha.